chương trình gồm 20 mô hình trang trí bằng khung sắt để tạo hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật. Du khách và người dân địa phương đã được hòa mình trong một buổi tiệc ánh sáng hoành tráng bậc nhất Đà Lạt tại lễ hội ánh sáng, ca nhạc trong một không gian lung linh, huyền ảo. Hơn 100 mô hình được thiết kế độc đáo làm bằng hàng ngàn ánh đèn LED rực rỡ sắc màu, tạo thành những đồi bươm bướm, vườn hoa hồng, gia đình cá heo, sứa biển, thậm chí là robot biến hình và rất nhiều các tiểu cảnh khác để quý khán giả có thể chụp ảnh. Cũng tại đây có rất nhiều công trình mô phỏng kỳ quan, danh lam nổi tiếng trên thế giới, từ tháp Eiffel của Pháp cho đến núi Phú Sĩ tại Nhật Bản. Điểm nhấn của chương trình là hai đường hầm ánh sáng được thiết kế bằng hàng ngàn bóng đèn LED chạy màu kéo dài khoảng 100 mét. Từ nay đến ngày 13 tháng 10, khi đến thành phố Đà Lạt, quý khán giả sẽ có cơ hội đắm mình trong không gian nghệ thuật ánh sáng và những đêm ca nhạc sôi động tại vườn hoa thành phố.